Chào anh em nhé. Đây kết quả này. Kết quả của một em cò dính vào bãi bơi keo sử dụng bằng que cắt quang này. Không thể bay được luôn này. Không thể bay được luôn. Loại keo siêu dính. Anh em thấy thế nào? Không thể bay được luôn. Mình vừa mới cắm xong đấy. Đi ra xua thì được một em. Loại cò màu đen này thì nó khôn lắm. Nó khôn hơn một cò màu vàng. Không thể bay nổi luôn. Trên bầu trời rất là nhiều chim luôn này. Đoàn. Thì mình sử dụng cái loại lan cắp quang 1.7 nhá. Dài 50. Mình cắm cái que nó khoảng 50 anh em ạ. 40, 40 và 50 mình cắm hơi thưa vì ở đây có đàn cò cò trắng mỏ đen này khôn. Nó khôn hơn cò mỏ vàng. Nó khó đánh. Em mình cắm thưa cho dạng xuống hơn đấy. Thì cái mô hình của mình cắm đây 1.000 lan cắp quang loại 1.7 dùng loại keo siêu dính, đánh được trời mưa nhé, trời đang mưa này, đang bão này anh em ạ, đánh dính bình thường. Để anh em xem cái mô hình đánh cò bằng keo tham khảo nhé. Hạ thủ được một em cò bò đen khôn. Chào anh em nhá.